Thưa Đạo Phật, xin cảm ơn tất cả quý vị đã giữ làn sóng của Đài. Thưa quý vị, trong Tương Ưng Bộ Kinh, cái kênh Kinh Bệnh, thì có chép lại rằng là trong một cái mùa mưa nhập hạ, thì nhập đông á, thì Đức Phật bệnh rất là nặng và gần như là muốn muốn ráp rời cái thân xác, muốn chết lìa thân xác luôn. Nhưng mà với cái sự nhiếp phục và tinh tấn của Ngài, sau đó thì Ngài đã bình phục trở lại. Do đó mà Ngài mới dạy Ngài A Nan rằng là trong cái già đó, nó có sẵn cái mầm già trong cái trẻ và trong cái sự chết đó, nó có sẵn ở trong sự sống rồi. Thì ta cũng biết rằng là sanh già bệnh chết đó là đương nhiên, nhưng mà các ông không có thể chấm dứt được cái giáo pháp truyền thừa. Vô cùng quan trọng, Đức Phật nhắc đi nhắc lại cái vấn đề mà giáo pháp truyền thừa để đem lợi ích và an lạc cho tất cả chúng sanh, đó là cái điều hết sức quan trọng. Vậy thì xin thỉnh Hòa Thượng Chủ tịch là người con Phật, thì chúng ta sẽ truyền thừa như thế nào để duy trì cái mối đạo trong tương lai không có chấm dứt. Cảm ơn câu hỏi vừa rồi của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực. Thì thưa quý vị, tùy theo cái kiến giải của mỗi người mà có thể đưa ra những cái nhận xét và kết luận khác nhau. Tuy nhiên, trên căn bản của những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng là nếu muốn được cái sự trường cũ của chánh pháp, nói một cách khác, nếu muốn chánh pháp được trường cũ lâu dài thì cần phải thọ trì giới pháp một cách nghiêm mật, bởi vì giới là thọ mạng của chư Phật. Giới luật còn thì Phật pháp còn, mà giới luật mất thì Phật pháp cũng theo đó mà bị tiêu diệt. Tùy ni tạng trụ Phật pháp cũng trụ, tùy ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Chính vì vậy mà trước khi thị hiện nhập Niết Bàn với cái sự tha thiết khải bạch của Tôn giả A Nan, thì Đức Phật đã dạy rằng các con hãy lấy giới luật làm thầy. Đó là một cái lời dạy mỗi lần đọc lại chúng ta thấy rung động cả tâm can. Cái cách mà chúng ta có thể giúp cho học pháp được lưu truyền, kế thừa một cách liên tục từ cái thế hệ này đến thế hệ khác, thì còn phải làm thế nào để nghiêm trì giới luật. Và trên cái nền tảng của sự nghiêm trì giới luật đó, dĩ nhiên là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện, tùy theo khả năng mà có thể lưu bố chánh pháp qua nhiều cái phương tiện khác nhau. Và mỗi một cái giai đoạn lịch sử như thế thì những bậc tổ sư, hoặc nghĩa là những bậc tiền bối hữu công, cũng đã khai dùng những cái phương tiện thu ứng để trung tồn cái sứ mệnh thiêng liêng cao cả cùng. Cảm ơn Hòa Thượng. Mới dạo gần đây á, thì kính thưa quý ngài, thì có nổi lên một số cho rằng là tu thiền là hơn, hoặc là một số là cho niệm Phật là hơn, có số người nói là tu tuệ là hơn, có người nói là tu phước là hơn. Như vậy gồm có, nói chung ra một là cái thanh tịnh thừa, tức là có gồm có cái niệm Phật tông
rồi cái trì chú tức là kim cang thừa, rồi ba cái thiền. Như vậy thì không biết thì mình nên chọn cái phương pháp nào là chính, hoặc là tu thế nào, muốn tu phước hay tu huệ là chính, thì anh thỉnh rồi tôi có tịch thôi. A Di Đà Phật. Cảm ơn Hòa Thượng Phó Chủ tịch Nguyễn Huy. Ngài đã hỏi câu hỏi là cái nào hơn ở trong các cái pháp Đức Phật Ngài dạy. Thì các vị thấy các cái pháp mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đó là tất cả mọi pháp đều có công năng và dứt trừ phiền não và đạt ngộ được cái phần thánh quả. Mà bây giờ cái chỗ nào hơn á, thì ví dụ như có những người họ nói rằng là tu mật tông á là đệ nhất, cái là mừng bảo thành Phật lắm á, thân khẩu ý mà ngồi cái là đó là cái thân của mình á, là không bị chướng ngại, là ngồi yên một chỗ là giống như Đức Phật nè, cái tâm của mình trong sạch nè, cái miệng của mình á, là đọc chú là coi như ba nghiệp thanh tịnh là cảnh Phật đó hiện bày. Rồi người thì bảo rằng là thôi tu thiền nó nhanh hơn, mà ngồi một cái là vắng lặng liền, là giống như Đức Phật tương lai chứ không còn là mình bị tội lỗi gì nữa. Còn cái chuyện mà sao tâm mình muốn quậy cỡ nào cũng được cho cái chuyện khác. Nhưng mà bây giờ rồi có người thọ nói niệm Phật, bây giờ niệm Phật chứ lệ ngồi thiền hai cái á, nếu mà làm như vậy thì giống như có cánh mà bay, có cái năng lực tuyệt vời là vào cảnh tịnh độ vô sông. Rồi người thì nói rằng là mình phải tu phước và huệ xâm tu á mới có cái sự giải thoát. Thì các vị thấy ngã nào cái vị nào cũng có cái lý của nó, nhưng mà các vị nhìn thấy Đức Phật á, là tại sao Ngài có 32 tướng tốt mà 80 vẻ đẹp, thân sắc hào quang và Ngài an tịnh và trí tuệ tuyệt vời. Các vị thấy ra có một cái vị Phật nào ở trên thế gian này mà so sánh giống như Đức Phật Thích Ca không? Thì chắc không có được như vậy phải không? Ngay cả các vị Bồ Tát đi, có thần thông, có đề tam minh lục thông, các vị đệ tử A-la-hán có đầy đủ thế, nhưng mà cũng không có so sánh bậc chánh đẳng chánh giác. Bởi vậy cho nên các vị thấy rằng là tại sao Đức Phật phải tu ba tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Có cái vị đệ tử này mới hỏi ông sư phụ là thạch bạch sư phụ, con tu chừng nào mà giải thoát được. Thì ông sư phụ cũng lấy hai cái nồi, một cái nồi, hai nồi đều đất hết á, mà một cái nồi thì mới đất nung mới vừa để nấu có mấy bữa thôi, khói thì nó đắp lên có một chút à, còn một cái nồi thì cả hàng chục năm rồi, cái đất nung á thì nó khói nó dày lên. Thì ông sư phụ ông biểu là đệ tử đi ra rửa, chà rửa làm sao cho nó sáng lại giống như hồi xưa. Thì cái ông đệ tử ông ra ông chùi cái nồi mà mới mà bị hung khói có mấy bữa thì nó mau, còn cái nồi mà hàng chục năm thì chùi hoài không được. Thì ông nói thì ông phải làm thế nào ông chùi cho nó giống như cái nồi mới mới được. Ông ra ông chùi biết cái nồi cũ kia nó đem nó lủng luôn, mà nó sáng nó cũng không sáng nổi. Thì các vị biết không, thì đó ông nhìn cái nồi đó, cái tập khí của ông nó bao nhiêu, ông đòi cái đời này cho sạch hết cái tập khí mà nó hung đúc cả hàng chục năm như vậy, thì nó giống vô lượng kiếp của ông á. Thì ông phải coi lại, khi mà ông coi thử cái nó sạch cỡ nào thì ông sẽ thấy lúc đó ông thành Phật hay không. A Di Đà Phật. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Thì thưa quý vị, trong Tăng Chi Bộ Kinh á, thì Đức Phật Ngài mới dạy tất cả các tỳ kheo này là ta có cái giới thanh tịnh thì ta biết giới thanh tịnh, và ta có thuyết pháp thanh tịnh thì ta biết là thuyết pháp thanh tịnh, và ta có tri kiến thanh tịnh và ta biết rằng ta có một cái tri kiến thanh tịnh. Như vậy thì
không có ai mà che chở cho ta được, mà chính mình biết được cái điều mình đó, thì là người con Phật thì cũng được làm sao để mình được có ba cái điều mà như Đức Phật. Thế vậy thì xin thưa Phó Chủ tịch Nội vụ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Hòa Thượng đặt ra. Thực sự đầu tiên thì tu là phải sự chân thành. Chân thành cho nên mình biết được mình như thế nào. Và để mình trên đường tu thì mình có thể mình tự tác chứng lấy cái chỗ mà thành tựu của mình. Nhưng mà có những cái trường hợp gọi là tăng thượng mạng, người ta chưa chứng, không phải người ta, mà người ta tưởng người ta chứng, cho nên nhiều khi ta xin ta chứng, thì những người đó thì không có phạm tội đại vọng ngữ, tại vì họ cũng rất là chân thành. Đối với gì họ tưởng, họ cũng có sự thành tựu gì, cho nên trong giới đại vọng ngữ thì không bắt tội những người mà có cái tâm tăng thượng mạng, họ bị tự họ lầm lẫn như vậy. Cho nên ngoài sự chân thành ra thì cần phải có chánh kiến. Chánh kiến được đi đầu để mà có đủ trí tuệ để mình thấy được cái đạo lý duyên khởi tánh không. Và khi mình thấy được đạo lý duyên khởi tánh không mà lấy Đức Phật làm hình mẫu, Đức Phật là người đã thực sự chứng ngộ thì Ngài mới thuyết giảng. Các vị A-la-hán, năm vị đầu tiên thì thực sự thành A-la-hán mới thay Đức Phật mà đi các nơi để mà hoằng pháp như cái lời đinh ninh của Đức Phật. Còn chúng ta nếu mà đợi tới như vậy thì chắc có lẽ là mình chúng sanh không ai để mà chăm sóc Phật Pháp, không ai gánh vác. Nên với tinh thần ở Đại Thừa như Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, Bồ Tát chưa tự độ đã lòng từ bi đi độ sanh. Và tìm trong cái sự độ sanh đó, mình có thể mình coi như là mình thành tựu cái tự lợi của chúng ta. Cho nên ở đây cái mình biết được mình đó là điều vô cùng quan trọng, chân thành nhưng đồng thời và có trí tuệ. Như chúng ta đi tụng kinh đám tang vân vân, đó là lợi tha nhưng cũng đó là tự lợi. Bởi vì con có cần gần gũi Hòa Thượng Chủ tịch, nghe Ngài chia sẻ là khi mình đi tụng kinh như vậy đó là cũng là cái thời công phu của mình. Và không phải mình chỉ nhìn cái người tay chết như một tự xương thương xót bên ngoài, mà đó là sự phản chiếu lại sự thật của nhân sinh, phản chiếu lại sự thật nơi tự thân của mình. Rồi mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết như vậy, rồi để mình tỉnh thức vô thường, mình tiến tu. Cho nên để thành đi được con đường như Đức Phật hay A-la-hán thì mình không có được như A-la-hán thực sự, Đức Phật thực sự, cái tri kiến thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh, thuyết pháp thanh tịnh, nhưng với cái tâm bồ đề, với cái chánh kiến, với lòng đại bi thì mình từng bước mình thực hiện con đường với lòng chân thành và tri kiến. Và con nghĩ nếu làm được như vậy thì trước sau gì mình cũng trọn vẹn được như Đức Phật. Nhưng mà con đường mình đi đó là con đường tất yếu phải lòng chân thành, đức tin chân thành và cái trí tuệ chánh kiến, biết rõ được cái pháp, biết rõ được mình là ai, đang làm gì. Thì đó ý kiến của con ạ. Mô Phật. Xin cảm ơn Hòa Thượng Phó Chủ tịch Nội vụ. Thưa quý vị, thì cũng có nhiều người nói rằng là tôn giáo, có những cái tôn giáo thì áp đặt về cái thần quyền, hay là đe dọa, hay đem những cái việc này, việc nọ để đe dọa. Giống như là trước là có người nói rằng là giống như mình tụng kinh Địa Tạng, giống như là đem cái sự hành tội này khác đe dọa người khác hay không. Thì xin thỉnh Hòa Thượng Chủ tịch thử chia sẻ cùng với đại chúng rằng cái Phật giáo có áp đặt hoặc là có đe dọa người khác hay không. Thì thưa quý vị, gần đây cũng có một số vị Phật tử có những cái đề xuất là làm sao những cái bộ kinh của quý thầy tụng nó không khiến cho những người mà chưa có một cái tín tâm kiên cố có thể có những cái ngộ nhận, vì cho rằng là những cái điều đó nó
hình như là một cái sự khủng bố, hoặc giả là áp đặt lên những cái suy nghĩ của những người nghe, khiến cho họ có những cái phản cảm, nhất là ở giữa một cái bối cảnh xã hội mà giới trẻ họ có những cái nhận thức hoàn toàn khác với những cái thế hệ đã được sinh ra và lớn lên trong một cái truyền thống, một cái đức tin kiên cố và trong sáng. Thì có lẽ nó xuất phát từ nhiều cái lý do khác nhau, cho nên đã có những cái ý kiến mà chúng tôi đã trình bày. Thì dù thực hay là hư, đúng hay là sai, thì là những cái nhà hoằng pháp chúng tôi lắng nghe một cách rất là cẩn trọng. Chúng ta tôn trọng tất cả những cái suy nghĩ dị biệt, và chúng ta đối chiếu, tìm hiểu, đào sâu vào những cái điểm mà họ đặc biệt quan tâm, để xem thử cái mức độ ngộ nhận của quần chúng nó là lớn hay nhỏ, và bằng cách nào để chúng ta có thể giải tỏa những cái ngộ nhận như thế. Đương nhiên là chúng ta không có phủ nhận ngay, bởi vì nếu mà thiếu những cái sự đối chiếu hay là có những cái cách lý giải thù ứng đó, thì dù mình phủ nhận người ta cũng không chấp nhận được. Tuy nhiên trên căn bản nhận thức xuất phát từ những cái sự tìm hiểu, nhưng mà tìm hiểu không thôi thì vẫn chưa đủ, mà phải có cái sự ứng dụng. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là Đức Phật chưa bao giờ có những cái áp đặt về cái giới luật, cưỡng bức bất cứ ai phải tuân theo, mà tất cả đều xuất phát từ ở cái sự phát tâm, tức là tự giác và tự nguyện. Do vậy mà tùy theo mà mỗi người chúng ta có thể có những cái niềm tin sâu hay là cạn. Ngay cả cái việc mà chúng ta không chấp nhận thì Đức Phật cũng không phải vì thế mà Ngài buồn phiền, bởi vì cái tấm lòng từ bi của Ngài là vô lượng vô biên. Cho nên ở đây tất cả những cái nhân quả mà Đức Phật nêu ra không phải để đe dọa bất cứ một ai, mà vì cái tình thương Ngài muốn cứu chúng ta bằng cách không để chúng ta rơi vào những cái cảnh giới đau khổ vì chúng ta tạo những cái ác nghiệp. Ở trong Tăng Chi Bộ phẩm chương thứ tư, bốn pháp, Đức Phật có nói là thân gồm có những cái điều như thế này thế này, nhưng mà Ngài đưa ra bốn cái việc cụ thể. Thân đó thì làm những cái việc ác, miệng nói những cái lời ác, ý nghĩ những cái điều ác và tà kiến. Thì những người như thế sẽ đọa vào, nếu là tương xứng đọa vào những cảnh giới địa ngục. Mà ngược lại, thân không làm điều ác, miệng không nói lời ác, ý không nghĩ những cái điều ác và không có tà kiến, thì sẽ tương xứng ngũ sanh lên những cái quả trời. Như thế thì chúng ta thấy gì? Đức Phật muốn khẳng định rằng sinh lên quả trời hay là đọa xuống địa ngục là do ở cái sự chọn lựa của mỗi một chúng ta. Nếu chúng ta muốn sanh lên cõi trời thì chúng ta phải làm những cái việc thiện, chúng ta muốn đọa xuống địa ngục thì chúng ta làm những cái việc ác. Tất cả tùy thuộc ở nơi cái sự hiểu biết và chọn lựa của chúng ta, chứ không phải là do một ai đó thay chúng ta để chọn lựa. Nếu mà nói thì nó nhiều lắm, nhưng mà chỉ chia sẻ một đôi điều rất là ngắn như thế nha. Xin cảm ơn Hòa Thượng Chủ tịch. Và còn thời gian ngắn nữa thì xin thỉnh hai ngài Phó Chủ tịch chia sẻ dùm như vậy. Thì chúng ta khi nào
thì lúc nào chúng ta cần tu và tu những cái tu như thế nào, thì xin thỉnh hai ngài chia sẻ cùng với đại chúng. A Di Đà Phật. Thì kính thưa ngài phó chủ tịch, là kính thưa quý ngài hòa thượng và tất cả các vị lắng nghe, kính thưa quý vị, thì lúc nào chúng ta cần tu thì cái điều kiện đối với Đức Phật ngài dạy cho chúng ta tu không có bắt buộc cái gì là nên tu hay là phải này nọ. Cái điều kiện Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái ví dụ như là năm giới đi, thì chúng ta thấy rằng là sự sát sanh, ai lại không sợ chết? Nếu mà ra đường á, mà anh chàng kia ảnh lấy cái dao, cái súng mà ảnh hăm dọa mình á, là mình sẽ bị chết, rồi bị tai nạn, bị này bị kia, hoặc là đồ vật của mình á, mình đang làm như vậy mà ăn trộm nó vô nó lấy thì mình cũng đau khổ, hoặc là vợ của mình á, người khác họ thích thà lèn èn cũng khổ, rồi cái mình lừa dối bằng lời nói ác cái mình cũng khổ, còn mình uống rượu xe tai nạn cũng khổ. Đức Phật ngài không có bày ra, nhưng mà những năm cái điều đó nó có lợi cho mọi người trong thế gian này, thì Đức Phật không có bắt buộc. Giống như câu chuyện, thưa quý vị, có câu chuyện có một toán cướp kia, thì nó bắt cái người nào mà đi ngang qua cái chỗ đó, là người nào á là dài á, cao á, là có cái hòm như thế nào, mà anh nào mà dài á thì nó chặt cái ngay cái chân, cái nào mà ngắn á là anh kéo ra cho nó bằng cái hòm đó. Cho nên cái giáo lý đạo Phật không có bắt buộc một cái học như vậy đó, một cái tà kiến như vậy là đem lại cái bất hạnh. Cho nên các vị tu thì quyền của các vị có an lạc hay không là do các vị thực tập. A Di Đà Phật. Cảm ơn Phật. Xin kính mô Phật. Thì thực sự chúng ta ý thức được được làm cơ duyên, được làm người, được gặp và nghe chân lý, được có sống trong một cái môi trường mình có thể tiếp thu nền giáo dục tốt, có cái không gian tư duy thoáng, và đó là cái gia sản quý nhất của con người. Cho nên mình trân quý. Mình nói mình tu thì nó lớn lao quá, mà thực sự đó là cái sự tự giáo dục để mình trưởng thành hơn về mặt nhận thức. Đó mình sự giáo dục, tự giáo dục để mình trưởng thành hơn về mặt đạo đức, nhân cách. Đó là sự giáo dục và tự giáo dục để mình trưởng thành hơn về mặt tâm thức rộng lượng, quan tâm đến đời sống gia đình, đời sống xã hội, để đem lại hạnh phúc an vui cho bản thân mình và gia đình và xã hội. Cho nên con đường tu tập là con đường mình phải ý thức được, trân quý nó để mình tự mình lựa chọn, không ai ép buộc mình, cũng không ai cản trở mình. Đức Phật chỉ khuyến khích mình, quý thầy cũng chỉ khuyến khích mình bước lên con đường tốt đẹp, và mong đại chúng hãy nhìn lại mình và tự chọn con đường để thăng hoa cuộc đời mình, không uổng một kiếp người và cơ duyên như chúng ta đang có ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn chư tôn đức. Và thưa quý vị, trong Thất Giác Chi có một cái pháp gọi là trạch pháp. Thì nãy giờ chúng ta đưa ra rất là nhiều phương pháp, nhiều cái con đường lối để tu hành, nhưng thích hợp với mình thì tất cả chúng ta nên chọn một cái pháp thích hợp với mình để chúng ta tu. Giống như khi trên đường đi mà cái gia đình của bà Ma La Hoa, tức là Man Gandhija đó, thì nó đem gả cô gái đó cho Đức Phật. Đức Phật nói tôi có cũng được, tôi đi rồi, tôi không có làm lễ, tôi không muốn chọn cái dầu đó đâu. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta nên chọn cho mình một cái hướng đi tốt đẹp, với cái niềm tin chắc, với cái giáo định huệ vững, thì nó sẽ đem lại cái lợi ích cho mình và cho mọi người. Một lần nữa kính chúc quý vị và gia đình được vô lượng an khương, thân tâm thường lạc. Xin cảm ơn chư tôn đức đã tham gia trong chương trình này. Thương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhau.